chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 và lần này mình là chia sẻ bằng cái chủ đề livestream là 10 cách để chúng ta có cái thân hình khỏe mạnh, đúng không? Ai cũng cần có thân hình khỏe mạnh hết. Và trưa nay mình cũng có livestream cho các bạn cái chủ đề là 10 cái điều mà Facebook thích mình. Và mới lúc chiều đây mình cũng livestream cho bạn cái chủ đề là 10 điều Facebook ghét mình. Và bây giờ mình livestream mình chia sẻ bằng cái chủ đề là 10 cách để chúng ta có cái thân hình khỏe mạnh. Và các bạn thấy hôm nay đúng là ngày lễ 1 tháng 5 đúng không? Và cũng đúng là ngày quốc tế lao động luôn. Nên là ngày hôm nay mình không đi chơi nên mình chia sẻ bạn livestream rất là nhiều lần và lần này là lần thứ 3 rồi. Và chút xíu nữa sau khi xem livestream này xong thì các bạn lên các bạn xem trên Facebook của mình thì các bạn sẽ thấy hai cái livestream trưa nay và chiều nay là những cái livestream nó đặc biệt rất là quan trọng và rất là vui khi các bạn đã dành buổi tối hôm nay để các bạn xem livestream của mình. Và mình cũng mới đi ăn tối chung với những cái bạn về bạn Đạt Tự Kỷ, bạn có biệt danh là Đạt Tự Kỷ, bạn lên Google bạn sẽ search bạn thấy bạn Long Open và bạn vợ chồng bạn Hoài và bạn Long đó là những cái bạn mà cách đây 3-4 năm trước các bạn đã ra kinh doanh và rất là thành công. Và bây giờ bắt đầu, ok chưa? Đội thầy livestream nãy giờ, ok, chào bạn Thiên Dương, bạn rất là dễ thương. Chào bạn Mai Tuấn Khôi, cảm ơn bạn Mai Tuấn Khôi rất là nhiều, bạn rất là tuyệt vời. Và các bạn đã đi chơi lễ về chưa? Mình đặc biệt lễ là mình không có đi chơi, lễ là mình ở nhà mình làm việc. Và ngày hôm nay mình có cái công việc từ sáng cho tới chiều, rất là kính. Chào bạn Trúc Đặng, chào bạn Ngân Hoàng, ok, các bạn rất là tuyệt vời. Và sáng nay thì mình dậy sáng, mình tập thể dục chung với con gái của mình và cùng với bạn Trình bên Mackey Quy, rồi cùng với bạn Trâm bên trà sữa GoGo. Rồi sau đó là mình đi ăn sáng, rồi sau đó là mình viết sách, rồi mình live stream. Tức là ngày hôm nay mình có cả một ngày đúng nghĩa là ngày quốc tế lao động luôn, vô cùng nhộn nhịp. Mấy ông giàu chả ai đi chơi lễ cả. Cũng không nhất thiết nó như vậy đâu. Mỗi người có một cái góc độ. Bản thân mình thì đi chơi ngày thường, còn ngày mà cuối ngày lễ rồi thì đông lắm, mình không có đi chơi. Mình nhìn trên báo chí mình thấy cái cảnh biển đông nghẹt, mọi người chen chân như vậy thì nó không còn cái chất lượng của cuộc đi chơi nữa. Nó là thường thường ngày lễ thì mình không có đi chơi đâu. Mình ở nhà mình tập trung mình làm việc thì nó sướng hơn. Ngày rảnh thì đi chơi tuyệt vời hơn. Vâng, và tối hôm nay mình chia sẻ bằng cái chủ đề nó liên quan tới sức khỏe thôi mà. Và các bạn nên nhớ là sức khỏe không tốt thì chúng ta đừng có mong là làm giàu hay là làm ăn gì lớn hết đó. Làm kiếm tiền mà sức khỏe không tốt thì nó vô lý. Nên là cái bước đầu tiên chúng ta cần phải cùng nhau tư duy để biết được rằng là chúng ta cần phải giàu có về sức khỏe trước. Chúng ta phải thống nhất về cái tư duy đó. Và nếu mà chúng ta mà không làm được cái việc này thì cái việc giàu có kia bỏ qua một bên đi. Nghe nó rất là viển vông. Và càng lớn thì sức khỏe của chúng ta các bạn biết là nó càng quý. Nên là tối hôm nay mình chia sẻ lâu lâu thì mình chia sẻ với các bạn về cái chủ đề sức khỏe. Và tối hôm nay là nói về cái chủ đề sức khỏe. Làm sao để chúng ta có một cái nhìn cái vóc dáng người đó sẽ biết người đó có sức khỏe hay không có sức khỏe, đúng không các bạn ơi? Và để xem cái livestream này thì bước đầu tiên là các bạn giới thiệu về các bạn đi, giới thiệu về họ tên các bạn, các bạn ở đâu, có sức khỏe là có tất cả thầy Nhi. Ok, cảm ơn bạn Văn Thi. Chào bạn Nguyễn Hảo, thầy gửi cho em cứ Nguyễn mỗi ngày một chút. Ok, em cứ cho số điện thoại. Ok, rất là tuyệt vời bạn Thảo ơi, ngày mai các em nó sẽ gửi cho. Chào bạn Dương Anh Khoa, em có đi chơi ở đâu không ạ? Em có đi chơi lễ không ạ? Và bây giờ các bạn giới thiệu về mình đi. Và các bạn có cái câu hỏi nào thì các bạn comment xuống, các bạn hỏi mình. Và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Hôm nay thầy livestream tới 3 lần, chứng tỏ sức khỏe thầy rất là tốt. Ok, đúng rồi. Vẫn cứ tràn đầy năng lượng em. Bạn Võ Thị Văn Loan, cảm ơn bạn. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình các bạn nhớ comment xuống nha. Các bạn nói là các bạn làm quen với mình. Và bây giờ mình giới thiệu về mình một chút xíu trước khi mình vào với chương trình chính. Mình tên là Nguyễn Thái Duy ha.
và hiện tại mình là sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Và mình thành lập nó năm 2009, cho tới nay thì cũng đã được 9 năm rồi. Hiện tại thì mình sở hữu những cái quyển sách thứ nhất của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết cái quyển sách thứ nhất. Đây là cái quyển sách các bạn thôi, mỗi ngày một chút thôi. Cái quyển này là nó chứa đựng này các bạn thấy 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống từ đời thường. Mình rất là vui là trong thời gian ra cái quyển sách này thì các bạn khắp mọi miền đất nước chào đón rất là nhiệt liệt, ok chưa? Và hiện tại quyển sách này đang bán rất là chạy. Cái quyển thứ hai đó là quyển Vượt Biển Lớn. Cái quyển này là nói về cái khát khao, cái tâm huyết, cái cách làm sao để chúng ta ra, chúng ta khởi nghiệp. Đặc biệt là mình đưa ra cái khái niệm nhóm búa và nhóm đinh. Đây là một trong những khái niệm rất là nổi tiếng mà mình đã đưa ra, và trong thời gian qua các bạn tạo nên làn sóng bởi những khái niệm này. Và cái quyển thứ ba là Beyond the Way. Cái quyển này là cái quyển bằng tiếng Anh. Cái quyển này là được bán trên Amazon hiện nay. Và mình cũng có cái quyển thứ tư sắp ra, đó là cái quyển bán hàng online ngay. Cái quyển này sắp ra rồi. Và bạn nào hiện tại mà ở trên khắp mọi miền đất nước mà bạn mua hai cái quyển sách của mình, bạn mua hai cái quyển sách của mình, là mình sẽ ép các bạn vào một cái group. Các bạn mua hai cái quyển sách thôi là mình sẽ ép các bạn vào một cái group. Cái group này là group chuyên chia sẻ về kinh doanh. Bạn nào đủ tiêu chuẩn hai quyển sách thì các bạn mới được vào cái group này. Bởi vì sao? Vì các bạn ở khắp mọi miền đất nước, các bạn không cần phải về B-Training. Các bạn ở khắp mọi miền đất nước mà ở các cái tỉnh rất là xa xôi thì các bạn nên sở hữu hai cái quyển sách, rồi sau mình ép các bạn vào một cái group bí mật. Cái group này các bạn sẽ hỏi mình những câu hỏi về kinh doanh, những cái khúc mắc về kinh doanh, mình sẽ đã giải đáp cho các bạn ở kinh doanh. Các bạn muốn đặt mua thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần inbox cho mình cái số điện thoại và các em nó sẽ gửi đến các bạn, đến tại nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. Hai quyển là 210.000, bao luôn cả free ship luôn, đến tận nhà các bạn. Free ship luôn. Thì trong giai đoạn này mình đang khuyến mãi thì các bạn free ship tại hai quyển đó là giá bìa các bạn. Free ship tới nhà, ship tới nhà bạn cũng vài chục ngàn nữa đó. Thì giai đoạn sau nữa, khoảng một tháng nữa thì mình sẽ không free ship nữa. Và các bạn sẽ được vào cái group đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã nghe cái chương trình quảng cáo của mình. Và bây giờ chúng ta vào chương trình nhé. Trước khi vào chương trình thì các bạn như thế nào? Các bạn hãy giới thiệu về các bạn ở khu vực nào, các bạn ở vùng miền nào, các bạn đã kinh doanh cái gì hoặc là chưa kinh doanh. Các bạn nói về cái khát khao, cái mong muốn của bạn nó như thế nào, để mọi người, không phải mình cũng biết và tất cả các bạn biết. Các bạn còn lại thì các bạn nhớ chia sẻ cái live stream về nhà của mình. Bạn Võ Thị Văn Loan, bạn nói là bạn có hai quyển sách của mình rồi, thì các em nó sẽ đưa link để em add vào nhé bạn Văn Loan ơi. Các bạn nào chưa chia sẻ live stream thì các bạn chia sẻ live stream về nhà của các bạn đi. Chia sẻ đi. Vâng, và bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính. 10 cách để chúng ta có vóc dáng thon thả. Ok, cái này là những cái việc đời thường thôi, ai cũng làm. Bây giờ mình nhắc lại để cho các bạn biết. Thứ nhất là chúng ta hãy thường xuyên đi cầu thang bộ. Ok chưa? Thường xuyên đi cầu thang bộ. Và các bạn biết rằng là thời buổi này á, chúng ta có thang máy. Và ai cũng đi thang máy hết. Và đi đường thì chúng ta đi xe máy hoặc chúng ta đi xe con. Tới nơi thì chúng ta di chuyển bằng thang máy, nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó không được hoạt động nhiều. Và khi cơ thể chúng ta nó không hoạt động nhiều á, thì nó như thế nào ạ? Nó làm cho chân của bạn, đùi của bạn, mông của bạn, ok chưa, nó không có được gì à? Em làm sale mong chốt được nhiều khách hàng thầy ơi. Ok, bạn muốn mong chốt được nhiều khách hàng thì bạn phải đọc cái quyển mỗi ngày một chút thôi của mình. Trong quyển mỗi ngày một chút thôi của mình có nói đến những cái bí quyết để các bạn sale. Cảm ơn bạn Chi Ly Subi nhiều. Nhớ bạn sở hữu ngay cái quyển mỗi ngày một chút thôi của mình. Trong đó mình có chỉ cho các bạn những cái chiến lược sale, cái cách làm sao để em có được nhiều khách hàng hơn. Cảm ơn bạn Chi Ly Bi nhé. Đi bộ tốt cho sức khỏe. Vâng, và thế là các bạn nên chọn cái hướng đi cầu thang bộ. Bản thân mình, cái văn phòng của B-Training của mình á, bạn nào tới ở trên tầng M á, thì mình gần như, mình nói gần như 99% là mình đi thang bộ, mình không đi thang máy. Mà mình thấy các bạn mà tới học chương trình của mình á, là gần như 90% là các bạn đi thang máy, các bạn lại không đi thang bộ.
Và những lúc mà đi thang bộ thì mình luôn rủ các bạn đi thang bộ với mình, kể cả đi lên và kể cả đi về, mình luôn đi thang bộ. 99% là mình đi thang bộ à, và mình luôn di chuyển bằng thang bộ, ok chưa? À, vì sao à? Để cho nó khỏe, để cho cơ thể chúng ta nó được hoạt động. À, nó là mỗi ngày các bạn đi làm, bởi vì đi là chúng ta đi xe máy rồi, hoặc là đi xe con. À, à, nếu mà các bạn nào đi xe đạp thì quá tuyệt vời. Mình nghĩ là một số bạn nên mua xe đạp và chúng ta đạp bộ đi à. À, cái cơ thể chúng ta nó được lưu thông các bạn, máu huyết nó được lưu thông à, thì nó rất là tốt. Nó là cái cách đầu tiên là các bạn hãy tìm thang bộ mà đi. À, một trong những cái cách rất là tuyệt vời để chúng ta tập luyện. À, phần lớn là chúng ta rất là lười biếng cái việc này. Và vì sức khỏe của chúng ta, vì sức khỏe của chúng ta, các bạn hãy gì ạ? Hãy cố gắng làm cái điều này. À, vì sức khỏe của các bạn thôi. Cái điều này nó lợi cho các bạn, nó không có lợi cho ai hết. À, và mình ý thức và mình cố gắng để mình làm thôi. Đặc biệt những bạn mà mỗi sáng mà các bạn... mỗi sáng mà các bạn không chịu đi tập thể dục á, thì các bạn phải triệt để làm cái việc này. À, phải triệt để làm cái việc này, còn không nó sẽ không tốt cho sức khỏe các bạn chút xíu nào hết. Nên chúng ta phải cố gắng. Đó là cái điều thứ nhất, là thường xuyên đi thang bộ. Ok, các bạn comment xuống, các bạn nói là thường xuyên đi thang bộ. Ok, và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream về nhà các bạn thì các bạn chia sẻ đi. Mình thấy sao ít các bạn chia sẻ thế. À, ok, bạn Hoài Nam em chia sẻ chưa? Bạn Lê Xuân Vinh em chia sẻ chưa? Bạn Mai Tuấn Khôi bạn chia sẻ chưa? Hãy chia sẻ đi ạ. À, thứ hai là nếu được thì chúng ta chọn cái cách đi bộ đến nơi làm việc. À, ok chưa? Và bạn mới phát hiện ra rằng thực sự là bạn không tốn nhiều thời gian lắm đâu. À, like đi thang bộ tốt. Ok, cảm ơn bạn Mai Tuấn Khôi nhiều. Bạn Mai Tuấn Khôi đã sở hữu hai quyển sách của mình cho bạn Mai Tuấn Khôi ơi. Uống nước là có tốt cho sức khỏe các bạn. Uống nước nhiều là một trong những cái cách. Bạn Nguyễn Văn Thuận, à, cảm ơn bạn Nguyễn Văn Thuận nhiều. À, bạn nói là nể ta duy quá là nể cái gì bạn Thuận ơi. Bạn Nguyễn Văn Hiếu thường xuyên đi bộ, ok chưa, rất là tuyệt vời. À, sao bạn Mai Tuấn Khôi là bạn lại chưa có sách nhỉ? Vậy thì bạn sở hữu sách ngay đi bạn Mai Tuấn Khôi ơi. Đi bộ đến nơi làm việc, đi bộ đi ăn, đi bộ uống cà phê. À, bản thân mình thì mình thường xuyên mà làm cái việc này. Các bạn biết là nhà mình tới cái chỗ mà có cái quán phở khoảng hơn một cây số á, thì mình chọn phương pháp là mình đi bộ. À, cả gia đình mình tối đăng cũng đi bộ, chừng nào đi xa thì mình mới đi xe thôi. À, phần lớn là mình chọn cái phương pháp đi bộ. À, bởi vì mình biết rằng đi bộ đến nơi làm việc, đi bộ đi ăn, đi bộ đi uống cà phê, đi bộ gặp bạn bè. Nếu được thì chúng ta chọn cái phương pháp đi bộ. À, bởi vì sao? Mình ý thức ra được việc rằng sức khỏe là của mình mà. À, mình tốt cho mình mà. À, nó là cái xe máy đó, nó tiện quá, nó làm cho bạn làm biến. À, mình thì có dịp mình đi, đặc biệt là đi Singapore. Bạn nào mà có dịp đến Singapore thì các bạn thấy mà, chúng ta đi tàu điện ngầm xong chúng ta qua chúng ta đi bộ thôi. Và các bạn hàng năm mà các bạn đi Singapore với mình á, là cái tốc độ, cái khối lượng các bạn đi bộ lớn lắm. À, và các bạn qua đó các bạn thấy người ta đi bộ rất là nhanh, cái tốc độ người ta đi bộ rất là nhanh. À, người nào ít đi bộ là nhìn biết nè. À, đi cái chân kéo kéo lẹt xẹt vậy đó, chán lắm. À, mà nó như thế nào à? Ok chưa? Sáng em lên Facebook thấy thầy hướng dẫn, chiều cũng thấy thầy hướng dẫn, khuya cũng thấy thầy truyền huyết nhiệt huyết. Ok bạn Nguyễn Văn Thuận ơi. À, phải tập trung thôi em, mà làm việc mà đã làm việc là phải tập trung và phải tận tâm. À, ok chưa? Bạn Nguyễn Cảnh Vững, bạn comment như vậy thì các em nó sẽ thấy và nó sẽ add em vào, em phải bấm vào link và em trả lời được những câu hỏi là em sẽ vào group thôi. À, đeo đồng hồ sức khỏe mỗi ngày đi bộ. Ok bạn Mai Tuấn Khôi. À, ok chưa? Bạn mua hai quyển sách đi à. À, mua nhanh đi bạn Mai Tuấn Khôi ơi. À, mà đi không nổi nữa thầy ơi. Ok, đi bộ mà bạn đi không nổi thì sức khỏe bạn có vấn đề rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn Phong Trần, bạn Nguyễn Phượng, thầy năng lượng quá, ngày nghỉ thầy chia sẻ nhiệt tình quá trời. Ok, cảm ơn bạn Phượng rất là nhiều.
Bởi vì mình chọn cái phương pháp và chia sẻ nhiệt tình. Bạn chỉ cần, bạn Mai Tuấn Khôi, bạn chỉ cần inbox số điện thoại. Mình đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, bạn chỉ cần inbox số điện thoại thì sách sẽ được giao về nhà bạn khắp mọi miền đất nước. Bây giờ dễ quá mà, đâu có cần phải hỏi mua đâu đâu, chỉ cần số điện thoại thôi là sách sẽ giao về nhà bạn thôi, bạn Mai Tuấn Khôi ơi. Thời buổi bây giờ rất là dễ. Nói chung là rất là cảm ơn Facebook cái thời đại ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Facebook các bạn biết không? Nhờ Facebook cho chúng ta livestream mà mình với các bạn được biết nhau, ngồi ở nhà cũng biết nhau, mình ngồi ở nhà mình vẫn chia sẻ với các bạn khắp mọi miền đất nước. Các bạn dùng cho nó là tại sao chúng ta có cái Facebook tuyệt vời này thì tại sao chúng ta lại không tận dụng để chúng ta làm cái điều tốt đẹp. Nó là ngày hôm nay là ngày quốc tế lao động, mình làm việc theo đúng cứ nghĩa là ngày quốc tế lao động luôn, từ sáng tới chiều. Rảnh là lên chia sẻ ngay, và giai đoạn rảnh thì mình ngồi mình viết sách để chuẩn bị cái quyển sách nó sắp ra rồi. Ok, cho nên là các bạn cũng cần phải tận dụng thời gian của mình. Năm nay mình 40 mấy tuổi rồi, mình biết là mình sống không còn nhiều nữa nên mình phải tận dụng mà làm thôi. Tiếp theo nữa, cái số 3, okay chưa? Cái số 3 là chúng ta hãy tận dụng cái thời gian nghỉ trưa, đặc biệt là cái dân văn phòng. Thầy lao động 3K luôn. Ok, đúng rồi em ơi, lao động 3K luôn. Chính xác luôn Kim Ngân ơi. Phải làm việc phải máu lửa vậy á. Andy Nguyễn có Facebook nhờ Mark anh gì ơi. Đúng rồi, nhờ Mark Zuckerberg. Và cảm ơn Mark Zuckerberg rất là nhiều, đã tạo điều kiện thuận lợi cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay để chúng ta biết nhau. Các bạn ở vùng miền nào thì các bạn comment xuống để các bạn mới thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta thầy càng ngày càng không đủ tranh thủ cà đêm đúng rồi, cà lâm ban ngày luôn, cà lâm ban đêm luôn. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Anh Phan lâu quá chưa gặp em, cảm ơn bạn Anh Phan rất là nhiều. Chúng ta cần hãy tận dụng cái thời gian nghỉ trưa. Thì khi mà cái thời gian nghỉ trưa, các bạn nên tận dụng cái thời gian để các bạn đi bộ tới, các bạn đi bộ lui, đặc biệt là cái dân văn phòng. Các bạn ngồi làm cả ngày, hoặc là các bạn ngồi quán cà phê cả ngày. Và các bạn như thế nào các bạn phải dành cái thời gian các bạn tới đi lui, tận dụng thời gian nghỉ trưa để chúng ta đi tới đi lui, để máu huyết chúng ta lưu thông nó khỏe. Chúng ta nói chúng ta không có thời gian, nhiều bạn nói là không có thời gian tập thể dục là vô lý, không đúng. Mình chỉ cần tận dụng thời gian nghỉ trưa thôi, chúng ta đi tới đi lui thôi. Đi thời gian nghỉ trưa có thể là các bạn đi dạo trong công viên. Thời gian bạn Khánh Thư, em đến từ Thái Nguyên nè. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Khánh Thư đã có sách của mình chưa? Nếu chưa có sách của mình thì em tranh thủ em mua để mình đưa em vào cái group bí mật nha. Trong cái group đó chúng ta chia sẻ sâu hơn về kinh doanh nha bạn Khánh Thư nha. Và chúng ta có thể là tận dụng cái thời gian nghỉ trưa đó để chúng ta tập yoga. Chỉ cần 15 phút thôi. Hoặc là chúng ta cũng có thể là hít đất, ok chưa? Hoặc là chúng ta ngồi làm việc khoảng 5-10 phút, 15-30 phút, chúng ta đứng dậy, ok chưa? Chúng ta kéo giãn xương cốt này, chúng ta kéo lên này, các bạn kéo lên này, rồi các bạn kéo về đằng trước này, rồi các bạn ưỡn về đằng sau này, ok chưa? Chúng ta làm tới 1 phút tới 1 phút lui, ok? Thì cái con người của chúng ta nó như thế nào? Nó sẽ rất là khỏe, nó sẽ rất là khỏe. Nó sẽ rất là vững vàng. Bởi vì có sức khỏe mà nói chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ có tất cả. Mình rất là vui là ngày nào mình cũng chạy mình tập thể dục hết. Và nên là cái con người mình nó rất là tràn đầy năng lượng. Và vì tràn đầy năng lượng vậy nên là mình mới có thể làm được hết việc này tới việc kia liên tục. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải có sức khỏe thôi để chúng ta mới làm việc tốt được. Ok chưa? Hoặc là cái thứ tư, hoặc là nếu mà các bạn làm nhiều hoặc là đang ngồi xem tivi hay là cái gì đó, ok chưa, thì các bạn nên gì nên đứng xem. Ví dụ là làm nhiều những cái việc cần làm, ví dụ bây giờ mình đang livestream với các bạn này, mình đang đứng nè, các bạn hiểu chưa, mình đang đứng nè, mình đang đứng nè để lưng mình nó thẳng, ok chưa, và máu huyết mình nó lưu thông thay vì mình ngồi. Mình đang đứng nè các bạn, bây giờ mình đang đứng để mình live stream cho các bạn nè, mình đứng để mình nói nè, nó lại nói như thế nào mình vừa nói mình vừa cử động, ok chưa, thì cái con người mình nó khỏe ra,
Nha. Tối nay anh Duy có coi Real Madrid đá 3-0. Ok. Mình xem kết quả. Mình là cũng là người thích bóng đá. Mình xem kết quả, mình ít khi mình thức khuya mình xem lắm. À, mình chỉ thưởng thức cái giây phút mà nó đá vào thôi. Và sáng ngày mình tua lại những cái đó mình xem. Chừng nào có trận chung kết thì mình mới xem bạn Mai Tuấn Khôi rồi. À, mình thích nhưng mà mình không có cuồng. À, bởi vì mình còn nhiều việc để mình làm nữa. Ok nhé, bạn Mai Tuấn Khôi. À, vâng, và bạn xem quảng cáo hoặc là chúng ta có cũng có thể tìm cái ghế và chúng ta nằm thẳng ra. Các bạn không? Chúng ta nằm thẳng ra để chúng ta thẳng lưng, chúng ta cong lưng đi. À, các bạn không à, cong lưng để cho nó khỏe ra. À, đó là cái cách mà chúng ta. Cái thứ năm là đôi khi chúng ta phải cười lớn lên. À, tự ngồi và cười lên. À, cho gì cho mồm chúng ta nó giãn. Đôi khi phải tự cười lên. À, để cơ thể chúng ta nó giãn ra. À, nhiều lúc chúng ta làm việc chúng ta cứ căng thẳng hoài mà cơ thể chúng ta nó không có giãn ra. Ừ. Đôi khi các bạn cười, các bạn biết là có cái môn yoga cười á. À, các bạn biết môn yoga cười không ạ? Cái môn đó rất là tuyệt vời. Và các bạn cười, mỗi lần các bạn cười á là các bạn phải vận động hết cả cái con người của các bạn. À, thì cơ thể máu huyết của bạn nó lưu thông. À, và nó rất là tuyệt vời. Hồi nãy giờ không thấy bạn nào comment hết nha. À, các bạn nào xem livestream này và các bạn thấy nó hữu ích thì các bạn comment xuống. À, và chút xíu nữa và cuối chương trình mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái công thức. À, và cái công thức này nó sẽ giúp cho bạn, bạn làm đều thôi mỗi ngày thì bạn sẽ rất là tuyệt vời. À, nên là nếu mà các bạn xem cái livestream này chăm chỉ đến cuối giờ thì mình sẽ chia sẻ một cái công thức. Các bạn thấy rằng là Trần Thanh Hiền chấm chấm là sao chưa hiểu bạn Trần Thanh Hiền ơi. À, em mới vào xem. Ok, bạn Lê Minh Dương. À, em cũng phải học thầy vừa livestream vừa tập yoga thôi. Đúng rồi, chính xác vậy á, chính xác vậy á bạn Kim Ngân ơi. À, bởi vì sao ạ? Bởi vì như vậy thì con người của chúng ta nó mới khỏe mạnh được. À, và mình luôn nói với bạn, sức khỏe là cái điều mà tuyệt vời nhất ở trên thế giới này. Miết mà thấy anh nhắc tên hè hè, bạn Nguyễn Cảnh Vững á hả? À, ok, thấy em comment mà. À, chào bạn Nguyễn Hạo. À, chào bạn Anh Phan. À, rất vui là giờ này em chưa ngủ, em còn xem livestream. Ý nghĩa quá bạn Anh Phan ơi. Chào bạn Đăng Hạo. Ok chưa, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nghĩa là chúng ta càng cười lên. Đôi khi chúng ta càng cười lên. Bây giờ các bạn cùng nhau cười đi. À, cùng nhau cười đi. À, cười làm sao mình ở nhà mình nghe. À, các bạn nào ở Hà Nội là các bạn cười làm sao rất là bự, mà ở thành phố Hồ Chí Minh này nghe. Các bạn nào đang ở bên Mỹ á, các bạn cười phải bự làm sao mình ở Sài Gòn mình vẫn nghe. Bạn Anh Phan đi, bạn ở nhà bạn cười làm sao cho nó bự mà mình ở nhà mình cũng nghe. À, ok, bé Dung không? Bé Dung cười bự lên bé Dung ơi. Bạn Kim Ngân ơi. Bạn Nguyễn Cảnh Vững ơi, bạn ở Đắk Lắk bạn cười bự lên. À, đúng không? Cười tự nhiên thấy đời của chúng ta nó rất là tuyệt vời. Chúng ta nhiều lúc chúng ta cứ nghiêm trọng hoài. Gặp anh Duy vui quá. Ok, bạn Nguyễn Kim Dũng ơi, rất là tuyệt vời, rất vui. Bạn Nguyễn Kim Dũng có hai cái quyển sách của mình chưa? À, bạn Nguyễn Thảo cười rất là thoải mái, cái này rất là tuyệt vời. Ok chưa? Đó, các bạn thấy không? Bạn Hoàng á, bạn Hoàng cười. Các bạn thấy chưa? À, khi mà chúng ta cười thoải mái vậy thì con người của chúng ta nó như thế nào ạ? Nó rất là tuyệt vời. Anh Duy ơi, thầy Duy ơi, đi Dubai vui quá ạ? Đúng rồi. À, đi Dubai rất là vui, rất là ý nghĩa. Bạn đã đi Dubai chưa? Ok. À, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. À, cái thứ hai là chúng ta làm vườn. Nếu các bạn nào mà làm vườn, các bạn có vườn mà các bạn làm thì làm vườn là một điều nó vô cùng ý nghĩa. À, có dịp các bạn, có dịp mình đi qua ở bên cái khu mà Thủ Đức House á, của công ty Thủ Đức House, nó ở dưới Thủ Đức á, nó có cái biệt thự á, và ở đằng sau nó có cái vườn, và mấy ông ổng làm vườn, mà mấy ông ở biệt thự thì các bạn thấy mới là toàn là mấy ông nhà giàu thôi. À, mà nhiều lúc cũng vui. Ở trong Sài Gòn này có được cái miếng đất bé bé thì hụt ra cốt vườn. À, mỗi sáng mấy ảnh ra mấy anh cốt vườn, và thế là như vậy gọi là mấy anh đại gia. À, vậy thì mình mới phát hiện ra một điều rằng nông dân của mình toàn là đại gia. Bởi vì sao? Bởi vì nông dân của mình đất rất là nhiều. Rất là nhiều đất. À, nông dân của mình là đất rất là nhiều, làm hỏng hết luôn. À, ngày nào cũng ra đồng làm. Vậy hóa ra nông dân của mình là đại gia.
các bạn thấy ở Sài Gòn này mà có được lợn chỉ bé bẹo thôi, mỗi sáng đứng cút đất vậy là đại gia rồi. Em có tứ cây thôi. Ok, bạn Trương Hoàng rất là tuyệt vời, tứ cây cũng tốt, tứ cây cũng rất là tuyệt vời, làm cút đất nó lại càng tuyệt vời hơn nữa. Vườn nhà em rộng lắm mà không có thời gian làm, ok chưa? Bạn Mai Tuấn Khôi, bạn có thời gian bạn làm vườn bạn là đại gia đó, chứ không phải giỡn đâu. Ở Sài Gòn này mà bà tay nào mà có cái biệt thự, có cái vườn một bẻo gì à, vài chục mét vuông à, là tay đó là đại gia đó. Nó là em mà có cái vườn rộng mà em không chịu làm cú đất là nghĩa là em rất là hoang phí đó. Nuôi gà được không thầy? Ok, chăm sóc nuôi gà làm lụng, làm bằng tay chân, làm bằng cơ thể, có cái đào tạo nào gần nhất chia sẻ đi anh Duy. Bạn Dũng hỏi cái đào tạo hả? Thì tuần này thứ bảy chủ nhật tuần này là lớp làm chủ doanh nghiệp. Bạn Dũng rảnh thì bạn Dũng đi học cái lớp này. Thứ bảy chủ nhật tuần sau là lớp DISC và Motivator, là cái lớp giúp cho bạn đọc vị người khác trong vòng chỉ 10, 15 giây, 20 giây, là bạn biết tính cách người đó là như thế nào. Đó là hai lớp gần nhất, rất vào thứ bảy và chủ nhật. Ok chưa? Và nếu mà bạn quan tâm thì bạn học lớp lúc này đông lắm bạn Dũng ơi. Phòng học lúc nào cũng 70 người, 80 người, lúc nào cũng đông nghẹt. Cái hội trường chỉ chứa được có bao nhiêu thôi, lúc nào cũng đau nghẹt. Ok bạn Kim Dũng ha. Bạn Nguyễn Phượng ở Vĩnh Phúc nhiều đất lắm, rất là tuyệt vời, vậy là bạn là đại gia rồi. Bạn Nguyễn Phượng ơi, ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta làm vườn, chúng ta cút đất đúng không? Cũng là một cái cách để chúng ta lao động miệt mài mỗi ngày, ok chưa? Và tiếp theo nữa là chúng ta như thế nào? Ok bạn Kim Dũng, bạn sắp xếp bạn đi học đi, lâu lâu chúng ta phải gì phải đi học để chúng ta tái đào tạo lại, để chúng ta làm gì, để chúng ta renew cái đầu của chúng ta lại, chúng ta renew cái đầu, refresh lại. Ok chưa? Chứ ăn làm miết rồi cái đầu nó bụng quẩm đi, nó không có phát triển được. Và tiếp theo là gì lâu lâu các bạn chọn là quét nhà nè, lau nhà nè, cà rửa bồn tắm nè, giặt đồ nè, tự đi phơi đồ nè, những cái công việc đó mà các bạn làm á, là bạn cũng góp phần làm cho sức khỏe của bạn nó tốt ra, bởi vì bạn phải lao động, bạn phải lao động nó tốt ra. Thường thường chúng ta dân văn phòng, dân làm ăn thì suốt ngày chúng ta cứ đi tiếp khách, ngồi trên bàn nhậu. Ví dụ mình cũng mới vừa đi ăn với các bạn về nè. Và cái việc đi ăn là rất là tuyệt vời, nhưng mà ngồi rồi ăn nhậu rồi chúng ta đưa rất nhiều, nhưng mà chúng ta lại không hoạt động, thì lại sức khỏe chúng ta nó không có tốt. Như bản thân mình hồi nãy mình cũng đi ăn hải sản rồi cùng trùng cùng với các bạn này, và những cái chất đó nó vào người các bạn biết không, dinh dưỡng nó rất là nhiều, và nếu chúng ta không biết cách đó, thì nó rất là dễ bị bệnh gút. Nhưng mà bản thân mình này bây giờ mình về mình live stream với các bạn thì những cái chất đó nó chuyển sang các bạn rồi, nó chuyển sang cái hoạt động rồi. Nó rất là tốt. Và sáng mai mình chạy bộ thì các bạn biết không, là không đời nào mà cái chất dinh dưỡng nó dư để nó rủ bệnh gút được hết, ok chưa? Thầy cho em địa chỉ bạn Đỗ Thu Trang và thời gian lớp học đi thầy. Ok chưa? Bạn Đỗ Thu Trang em muốn học thì em inbox cho mình cái số điện thoại, rồi cái em nhân viên nó sẽ tư vấn cho em. Thời gian học là chúng ta học từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối và chúng ta học 2 ngày liên tục. Chúng ta chỉ học vào cuối tuần, bạn Thu Trang ha. Ôi công việc này làm em làm hàng ngày, ok tuyệt vời, em làm hàng ngày thì nghĩa là em đang có cái sức khỏe rất là tốt rồi, điều đó rất là ý nghĩa em. Ok chưa? Vậy là chúng ta phải làm việc nhà, hoặc là đôi khi chúng ta cần phải nhảy, là chúng ta đứng chúng ta nhảy nè các bạn thấy không? Mình cũng hay làm cái này lắm, đứng nhảy, hoặc là trong lớp á, trong lớp mà học á, mình bắt mọi người hay đứng nhảy lắm. Và cứ một chập cái mình bắt mọi người lên đứng nhảy phải ít nhất là 50 lần. Chập cái mình bắt mọi người lên đứng nhảy, hoặc là mình bắt mọi người khởi động, nó tốt lắm các bạn ơi. Thứ nhất là nó tập cho cái cơ, các bạn thấy cơ chúng ta nó có sức bật này, con người của chúng ta nó có sức bật này, nó rất là năng lượng, máu huyết nó lưu thông này, cơ thể chúng ta này, đôi khi chúng ta cần phải bật nó như vậy nè. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Bật ra. Bây giờ các bạn đứng dậy đi và các bạn cùng nhau bật với mình đi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm 5 lần, 50 lần đúng không? 1 nè, 2 nè, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14. Ok không? Các bạn làm 50 lần đi. À, thì các bạn thấy con người của bạn nó khác mà. Khác. Bạn nào đang nhảy thì các bạn báo cho mình biết đi. À, các bạn hoạt động đi. À, chứ các bạn cứ ngồi hoài là có người. Nếu mà bạn nào đang nằm ở giường thì cũng hãy bật dậy và tập thể dục đi. Để con người chúng ta gì? Nó năng động. À, các bạn thấy chưa? 10 giờ rưỡi đêm rồi, chúng ta vẫn cứ năng động, năng lượng. Em đang nằm trên giường thì nằm trên giường cũng nhảy xuống và xuống nhảy đi. À, để người chúng ta nó năng động ra, nó khỏe ra. À, các bạn thấy chưa? Mình live stream với các bạn mà mình vẫn đứng mình nhảy được, đúng không? À, nó rất là ý nghĩa. À, bạn hiểu chưa? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tập cho mình chứ chúng ta tập cho ai đâu mà chúng ta ngại với sức khỏe của chúng ta mà. À, các bạn thấy chưa? Đó là cái điều thứ 8 mà mình chia sẻ cho các bạn. Cái điều thứ 9 là đôi khi chúng ta cần phải thi đua một chút xíu rồi đi tắm nữa hả thầy? Đúng rồi, tốt thôi. À, đổ mồ hôi rồi đi tắm, điều đó là tốt mà. À, anh nhảy đi anh gì? Ok. À, rất là tuyệt vời. Hồi nãy giờ mình đang nhảy mà vươn người thật căng và hét lớn nữa, dễ chịu lắm. Ok, bạn Phương nói đúng rồi, chúng ta lại phải, rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, và đôi khi các bạn, đôi khi chúng ta gặp bạn bè nóng người luôn thầy ơi. Đúng rồi, bạn nói nóng người chưa? Rất là nóng người, tuyệt vời đúng không? À, nghĩa là máu huyết chúng ta trong con người chúng ta nó đang lưu thông và nó rất là tuyệt vời. À, và đôi khi chúng ta cần phải gì à? Chúng ta cần phải thi đấu với bạn bè của mình. À, chúng ta cần phải thách đấu. Ví dụ thách ta đấu gì à? Thách đó là cùng nhau hít đất. À, hít bao nhiêu cái đó thì để cái con người của bạn, các bạn biết không? À, nó căng ra. À, hoặc là đôi khi chúng ta cần phải thách đấu chạy bộ. À, chúng ta thách đấu uống bia, uống rượu, chúng ta thách đấu cá độ. À, cái điều đó nó không tốt. Tại sao chúng ta không thách đấu hít đất đi? Tại sao chúng ta không thách đấu chạy bộ đi? À, những cái điều đó nó tốt mà. À, người thua cũng thắng và người ăn cũng thắng. Bạn hình dung chưa? Chứ chúng ta lại thách đấu cá độ thì chúng ta làm, thách đấu bia thì chúng ta lại thách đấu, mà thách đấu để tập thể thao cho người chúng ta khỏe hơn thì chúng ta lại không thách đấu. À, các bạn thấy con người của chúng ta kỳ không ạ? Chúng ta cứ toàn là thách đấu những cái nó không tốt mà. Thì tại sao chúng ta không thách đấu cái nó tốt đi? À, bạn hình dung chưa? Tại sao không thách đấu? Hoặc là chúng ta thách đấu là sáng nào chúng ta cũng thức dậy. À, 5 giờ sáng là thức dậy và chạy thể dục ít nhất là 3 cây số. Và chúng ta thách đấu như thế nào ạ? 90 ngày liên tục. Và nếu ai mà không cam kết giữ được 90 ngày thì sẽ bị phạt tiền, ví dụ vậy. À, và chúng ta thách đấu cái điều tốt vậy thì tại sao chúng ta không làm? À, các bạn hiểu chưa? À, đôi khi điều tốt chúng ta không làm mà chúng ta cùng nhau thách đấu để làm điều không tốt, dù là thách đấu nhau để nhậu, thách đấu nhau để cá độ, thách đấu nhau để ăn tiền. À, các bạn chưa? Chúng ta cứ thách đấu hại nhau không à, mà chúng ta không chịu thách đấu nhau cái điều tốt. À, hồi nãy giờ bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, để các bạn xem cái livestream để các bạn năng lượng hơn, các bạn lửa hơn. Tại sao các bạn lại không chia sẻ đi nhỉ? Ok chưa? Và cái thứ 10 là tất cả chúng ta phải bắt đầu từ ngay bây giờ. Đừng có bao giờ mà suy nghĩ rằng mai mình mới làm, ngay bây giờ luôn. Ngay bây giờ các bạn làm đi. Ngay bây giờ bạn cam kết là bạn làm liền ngay đi. Ngay bây giờ luôn. À, điều thứ 10 là luôn hành động ngay bây giờ. Không cho cái gì nó cản chân bạn lại hết. À, hành động ngay bây giờ. À, thách đấu cùng làm điều tốt. Đúng rồi bạn Phượng ơi. À, em chia sẻ lâu rồi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em chia sẻ về trang cá nhân em rồi thầy ơi. Ok, bạn Lê Minh Chương rất là tuyệt vời. À, và bạn chờ chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ bạn những điều rất là tuyệt vời. Chưa hết đâu. À, và cái chủ đề hôm sau, ngày mai mình có cái chương trình Beatbox. À, tới 9 giờ mình mới về, 9 giờ tối mình mới về. Và nếu mà mình về kịp sớm thì mình như thế nào ạ? Mình sẽ chia sẻ bạn cách 10 cái chủ đề, một cái chủ đề mà các bạn ghi vào 10 cách để chúng ta lợi dụng stress. Nhiều người bị stress đúng không? Rất là nhiều người bị stress. Và 10 cách để chúng ta lợi dụng stress để chúng ta mang lại lợi ích cho mình. Nhiều người bị stress trong công việc và bạn mang đến bệnh hoạn. Nhiều người bị stress trong công việc, bạn dẫn đến gây ra rất là hậu quả, rất là nhiều cái hậu quả lớn.
Còn ở đây mình muốn gửi đến các bạn là chúng ta lợi dụng cái stress để, nếu mà chúng ta lỡ stress thì chúng ta làm cái điều gì đó cho nó tốt. Nên là các bạn ghi vào cái chủ đề hôm sau mình chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn mà bị stress thì các bạn phải tận dụng cái stress đó để các bạn làm những điều tốt đẹp. Thỉnh thoảng mình cũng bị stress, và mình tận dụng cái stress đó để mà làm ra được cái điều rất là tốt đẹp, cho thay vì để bị bệnh hoạn, để bị áp lực, để bị ăn không ngon, ngủ không yên. Cái điều đó nó không có tốt chút xíu nào hết. Nên là bữa hôm sau, tối mai, mà nếu mình về kịp thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, vì bởi vì ngày mai mình có lớp. Mình cũng tranh thủ 9 giờ là mình ra, và mình chạy về nhà kịp 9 giờ rưỡi là mình sẽ live stream cho các bạn liền. Ok chưa? Cái chủ đề nó rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái công thức rất là tuyệt vời, và các bạn chờ mình một chút xíu. Các bạn chờ mình một chút xíu, các bạn có sẵn sàng chờ không ạ? Mình sẽ rời khỏi cái máy này. Ok, bạn Vũ Đức Trình: thầy Duy thật tuyệt vời, thầy luôn chia sẻ những giá trị tuyệt vời, thầy rất là năng lượng. Ok, cảm ơn bạn Vũ Đức Trình. Cảm ơn em rất là nhiều. Ngày sáng hôm nay bạn Trình có đi chạy thể thao với mình, và có đi bơi cùng chung với Bambi nữa. Bây giờ bạn lên bạn comment đó, bạn Vũ Đức Trình, bạn kinh doanh bên cái xe đẩy Makiwi á. Và các bạn, mình sẽ rời khỏi màn hình, mình đi ra bên ngoài một chút xíu. Mình lấy cái tài liệu và mình chia sẻ cho các bạn một cái điều nó rất là tuyệt vời. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ mà. Nếu chia sẻ thì các bạn comment xuống, các bạn nói là em sẽ chờ trong giây lát. Điều này rất là tuyệt vời. Mình sẽ đi ra đây một chút xíu. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sáng vừa rồi là Trình có chạy qua chạy bộ với mình. Ok, và bây giờ các bạn có tài liệu thì bạn ghi xuống. Bạn nào không có tài liệu thì các bạn như thế nào các bạn ghi sẵn trên này luôn. Ok chưa? Bạn nào có tài liệu thì bạn ghi xuống. Ok chưa? Mình tiết lộ cho bạn những cái cách để chúng ta rèn luyện cái bản thân mình. Cách 1, các bạn chỉ làm những cái cách này thôi là các bạn sẽ rất là khác biệt. Ok, các bạn sẽ rất là khác biệt. Các bạn ghi vào. 1, ghi rất là rõ ràng vào: thức dậy 5 giờ sáng mỗi ngày. Và 1, luôn thức dậy 5 giờ sáng mỗi ngày. Hiện tại thì mình luôn thức dậy 5 giờ sáng mỗi ngày. Mình có thói quen này từ lâu rồi, nên là khỏi bàn cãi rồi. Cái thói quen này là một trong những thói quen nó rất là tốt. Ghi đi: thức dậy 5 giờ sáng mỗi ngày. Và nhớ là chúng ta luôn dành một ít thời gian ngủ trưa. Nếu các bạn nào không ngủ trưa thì các bạn hãy dành thời gian ngủ trưa. Nếu trong tuần việc bận quá bạn không ngủ trưa thì cuối tuần hai nữa là dành thời gian ngủ trưa. Dành thời gian ngủ trưa. Nếu bạn không ngủ trưa được hết tuần thì bạn cũng ngủ trưa khoảng 2 đến 3 ngày ở trong tuần. Nên ngủ trưa thì sức khỏe của chúng ta nó mới đảm bảo được. Nếu mà các bạn mà cả tuần các bạn không ngủ trưa thì cũng không có tốt đâu. Một là thức dậy từ 5 giờ sáng. Hai là ngủ trưa. Nếu mà một tuần chúng ta ngủ trưa được ít nhất là 2 lần, 3-4 lần thì tốt. Mình thì tuần nào mình cũng ngủ khoảng 3-4-5 lần có giấc ngủ trưa. Ngủ trưa nó giúp cho bạn tái tạo cái năng lượng lại rất là tuyệt vời. Nó là chúng ta dành thời gian ngủ trưa. Cái thứ ba các bạn ghi vào: các bạn nên dành 60 phút buổi sáng dậy sớm, mà chúng ta chạy thể dục khoảng 30 phút thôi. Và sau đó bạn dành 60 phút buổi sáng để các bạn đọc sách hoặc các bạn ngồi thiền. Dành 60 phút mỗi sáng để chúng ta đọc sách hoặc chúng ta ngồi thiền. Sách chúng ta đọc những sách gì? Nếu chúng ta thiếu cái kiến thức gì thì chúng ta đọc cái sách đó. Các bạn nào mà đang làm kinh doanh thì mình khuyên các bạn hãy đọc hai cái quyển sách của mình. Các bạn hãy đọc cái quyển sách của mình trước. Ok chưa? Anh Văn giả quá, uống nước đảng thạnh luôn. Đúng rồi, mình đang uống nước đảng thạnh mà bạn Nguyễn Cảnh vẫn rồi. Mình đưa nước đảng thạnh từ ngoài Khánh Hòa vô đây để mình uống luôn. Ok chưa? Bạn nào mà mới ra kinh doanh thì mình đề nghị các bạn nên đọc sách. Hai quyển sách đầu tiên mà các bạn đọc đó là quyển
mỗi ngày một chút thôi. Qua quyển Vượt Biển Lớn. Tiếp theo, những quyển sách nào các bạn thiếu, như bạn yếu về bản hàng thì bạn đọc bản hàng, bạn yếu về ma tinh thì bạn đọc về ma tinh. Và mình khuyên các bạn đọc bao nhiêu 60 phút thôi, đừng có đọc nhiều, rồi chúng ta gấp lại, rồi chúng ta để hôm sau chúng ta đọc tiếp. Mỗi ngày chúng ta đọc một chút thôi, chúng ta không cần phải đọc nhiều. Để gì mình hay nói các bạn là 60 phút đầu tiên mỗi ngày nó sẽ đại diện cả một ngày của bạn. Tức là cái năng lượng, cái tinh thần, cái nhiệt huyết của con người bạn 60 phút đầu tiên của một ngày là nó đại diện cho năng lượng của bạn cả một ngày đó. Bạn nhận ra điều này chưa? Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì nhớ hãy chia sẻ về. Bởi vì mình đang chia sẻ bạn những cái công thức đó rất là quan trọng. Và bạn chỉ cần làm theo đúng những công thức này thì bạn sẽ rất là tuyệt vời. Bạn sẽ rất là thành công. Bạn nào có sách của mình rồi, có hai quyển sách của mình rồi thì comment xuống là đã có hai quyển sách của mình rồi. Mình sẽ add các bạn vào một cái group bí mật. Và trong cái group đó mình sẽ hướng dẫn sâu hơn về kinh doanh. Các bạn hãy làm đúng như vậy cho mình. Hãy liên tục cam kết làm trong 1-2 năm bạn sẽ thay đổi. Sách gì thầy ơi? Mình đã nói rồi. Mình đã nói bạn rồi. Trước đầu tiên là bạn đọc hai cái quyển sách của mình. Sau đó bạn cảm giác rằng bạn yếu về lĩnh vực gì thì bạn tìm sách đó bạn đọc. Nếu bạn yếu về marketing thì tìm sách marketing đọc. Bạn yếu về bán hàng thì tìm sách về bán hàng đọc. Yếu về kinh doanh thì tìm những quyển sách về kinh doanh đọc. Ok chưa? Cái điều tiếp theo là tập thể dục. Cái thứ ba các bạn ghi vô. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày và đều hết trong tuần. Điều thứ ba ghi vô. Luôn tập thể dục mỗi ngày và đều trong tuần. Ok chưa? Tập thể dục 30 ngày và đều trong tuần. Điều thứ ba. Điều thứ tư. Chúng ta hãy ăn kiêng. Hãy ăn kiêng. Bạn Thái Định em mới đặt. Ok chưa? Bạn đặt lúc nào? Bạn cho số điện thoại, inbox số điện thoại của mình. Sách sẽ gửi cho các bạn. Bởi vì sao Bởi vì các bạn có sách thì mình ép các bạn vào group. Và các bạn ở trên khắp mọi miền đất nước này, bạn đều có cơ hội tiếp cận với kinh doanh. Mình đưa các bạn vào group. Em chưa có thầy ơi. Chưa có thì các bạn inbox cho mình cái số điện thoại. Ok chưa? Bạn inbox cho mình cái số điện thoại thì sách sẽ gửi về nhà các bạn. Hai cuốn là 210.000, bao gồm free ship cho bạn luôn. Bây giờ thì mình đang free ship, lúc sau thì mình không có free ship đâu. Bây giờ thì mình đang free ship cho các bạn và mình ép các bạn vào trong cái group. Và trong cái group đó chúng ta chia sẻ sâu hơn về kinh doanh để thuận lợi cho các bạn ở các cái vùng xa xôi, các bạn không có điều kiện đi về Sài Gòn để các bạn học. Đúng rồi. Thứ tư là ăn kiêng. Ở đây mình không có bắt các bạn là phải kiêng cử kinh khủng. Nhưng mà trong cái khẩu phần ăn của các bạn đó, mình muốn nói là các bạn hạn chế đường, hạn chế béo. Ok chưa? Nhật Thi thầy là sao Bạn Vương Nguyễn, bạn comment cái gì mình đọc mình không hiểu. Ăn kiêng có nghĩa là không có phải là kiêng cử như ăn chay, mình không có khuyên vậy. Các bạn vẫn ăn bình thường, nhưng mà hạn chế gì? Hạn chế ăn thịt. Hạn chế ăn gì ăn đường. Ăn rau nhiều vô, ăn rau củ nhiều vô. Ok chưa? Dành thời gian để luôn luôn mỗi ngày các bạn dành thời gian để các bạn tổng kết một ngày đó các bạn làm việc nó có hiệu quả hay không hiệu quả. Luôn có một cái quyển sổ tay và một cây viết. Và luôn dành thời gian mỗi ngày để gì để ghi chép lại cái lịch trình mình làm việc mỗi ngày, cái gì hiệu quả và cái gì không hiệu quả. Ok bạn Nguyễn Tức Thời ơi, ngày mai các em sẽ gọi điện thoại và nó giao sách cho em nhé. Cảm ơn bạn Nguyễn Tức Thời. Sau khi em có sách xong rồi em báo thì mình sẽ add em vào group. Ok chưa? Và các em nó sẽ phụ trách dành thời gian. Ok chưa? Dành thời gian. Ok bạn Nguyễn Kim Dũng nhé. Ok bạn Nguyễn Kim Dũng. Dành thời gian viết nhật ký mỗi ngày, viết tổng kết mỗi ngày. Ok chưa? Những cái gì những cái công việc cả ngày đó mình làm. Ok chưa? Tiếp theo nữa là dành thời gian chiêm nghiệm những cái câu châm ngôn hay, nhặt thầy ship họ luôn. Đúng rồi,
bên mình ship luôn mà. Bạn Vương Nguyễn ơi, em chỉ cần cho số điện thoại thôi thì bên mình sẽ ship tới nhà em luôn. Free ship, miễn phí ship cho em. Hiện tại bạn nào mà mua 2 cuốn thì miễn phí ship. Hiện tại vậy. Mua 2 cuốn thì miễn phí ship. Ship tới nhà em luôn. Ok chưa? Bạn nào mua 1 cuốn thì không có miễn phí ship đâu. Bị 1 cuốn cái chi phí, cái phí ship nó tới mấy chục ngàn lắm. Bạn nào mua 2 cuốn thì mới miễn cái phí ship. Bạn nào ở tỉnh cái phí ship nó tới 30-40 ngàn lận. Nên là bạn nào mua 1 cuốn thì không có phí. Tại mình bán theo giá bìa mà. Bạn nào mua 2 cuốn thì sẽ phí. Bán theo giá bìa mà. 2 cuốn có 210 ngàn à. Chịu luôn cả phí ship cho các bạn. Còn các bạn nào mua 1 cuốn thì bỏ tay. Không phí ship được. Lỗ luôn là làm sao phí ship được. Ok chưa? Ok các bạn ơi. Và chúng ta phải gì à? Phải luôn có cái điều tiếp theo này, điều thứ 6 nè. Hãy luôn có bản kế hoạch hàng tuần. Hãy luôn có cái bản kế hoạch hàng tuần. Tức là bản kế hoạch làm việc tuần á. Nếu các bạn đầu tuần mà bạn không có một plan cho cả tuần. Ok, thì điều đó nó không có tốt. Ok chưa? Điều đó nó hoàn toàn nó không có tốt chút xíu nào hết. Nên là chúng ta cần có cái gì ạ? Cần có cái bản kế hoạch hàng tuần. Bạn vô Facebook của thầy chia sẻ bạn ơi. Ok, bạn nào mà chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn về các bạn nhớ các bạn chia sẻ cái live stream này, nó rất là hữu ích đó. Bạn nhớ chia sẻ cái live stream này nè nhé. Phải nhớ chia sẻ cái live stream này. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là như thế nào ạ? Mỗi một tuần bạn phải lên kế hoạch, bạn làm quen với ít nhất một người mới và ngồi nói chuyện rất là sâu với họ. Mỗi một tuần phải lên kế hoạch làm quen với một người mới, một người lạ hoắc luôn. Đặc biệt một người thành công thì tốt hơn nữa. Một người thành công hơn chúng ta và chúng ta phải ngồi nói chuyện sâu hơn với họ. Cái đó là cái cách để chúng ta gieo hạt, chúng ta xây dựng một mối quan hệ tốt. Ok chưa? Các bạn cứ tuân thủ, các bạn làm theo cái cách này, bạn làm liên tục trong 2 năm thì bắt đầu cái mối quan hệ của bạn, cái năng lượng của bạn, cái sức khỏe của bạn. Quen nhiều quá đuối lắm thầy ơi. Ok. Cái tư duy của bạn Mai Tuấn Khôi như vậy thì bó tay rồi. Tổng thống Donald Trump, ông có mối quan hệ trên toàn thế giới, ông chưa đuối. Cái mối quan hệ của bạn có mấy người đâu mà đuối. Mình thì mình quen ở Sài Gòn này, mình quen rất là nhiều bạn, ở các tỉnh quen rất là nhiều bạn, mà mình còn cảm giác nó rất là tuyệt vời. Mỗi người chúng ta quen trên đời này họ đều biết một cái gì đó mà ta không biết. Đó là cái điều ý nghĩa khi chúng ta làm ở trên đời này. Các bạn hiểu chưa? Nếu mà bạn tư duy theo cái cách mà quen nhiều người quá mà bạn đuối á, mà bạn nói chơi vui á, thì nó cũng thể hiện cái tư duy của bạn. Cái miệng nó hại cái thân ông bà ta nói nó đúng á. Bạn nói tầm bậy thì cái kết quả tầm bậy nó xuất hiện trong đời bạn. Bạn giỡn với con chó thì con chó nó sẽ táp bạn. Các bạn chưa? Cái miệng nó hại cái thân. Cái lời nói chúng ta tốt đẹp thì chúng ta mới thu hút những người tốt đẹp. Lời nói chúng ta rên rỉ thì bạn hút những cái điều rên rỉ. Bạn chửi mắng người khác thì bạn sẽ hút những người quay lại họ chửi mắng bạn. Ok chưa? Nó là tất cả cái gì cộn vậy, cái miệng nó hại cái thân đó. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải có những lời nói rất là tốt đẹp, những lời nói rất là ý nghĩa. Ok chưa? Vâng, vậy là bữa hôm nay mình chia sẻ bạn những cái công thức nó rất là tuyệt vời, nó rất là ý nghĩa và mình rất là vui. Ngày hôm nay mình live stream tới là 3 lần và các bạn đã xem live stream của mình. Và nhớ một điều mình nói là các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn. Và bạn nào mà chưa quen biết mình thì hãy làm quen với mình, hãy follow mình. Và mình thường xuyên mình chia sẻ cái live stream để giúp cho các bạn phát triển hơn. Bạn nào ở khắp mọi miền đất nước và bạn chưa biết gì về kinh doanh, bạn không hiểu về kinh doanh, thì bạn hãy mua 2 cái quyển sách của mình và mình ép các bạn vào trong group kinh doanh. Để mình như thế nào để các bạn luyện tập được tốt hơn, được khỏe hơn. Trước khi mình kết thúc, chúc các bạn ngủ một giấc rất là ngon. Và ngày mai các bạn có một ngày sau những ngày nghỉ lễ, sau 4 ngày nghỉ lễ chúng ta làm việc rất là ý nghĩa. Bye bye các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau. Bye bye các